Các chốt kiểm tra nồng độ cồn sẽ được lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Hưng Yên triển khai để kiểm tra vào các khung giờ lái xe hay vi phạm. Hình thức cũng như phương thức kiểm tra liên tục được thay đổi để người vi phạm không trốn tránh. Đêm ngày 5 tháng 10, các phóng viên theo chân tổ kiểm tra số 1 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hưng Yên lập chốt trên tuyến quốc lộ 5 xử lý về vi phạm nồng độ cồn. Ngay sau khi triển khai chốt, tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với nhiều phương tiện tham gia giao thông. Qua kiểm tra phát hiện 3 trường hợp điều khiển phương tiện xe mô tô có nồng độ cồn. Trong đó, có trường hợp đo được 0,774mg trên 1 lít khí thở, mức kịch khung đối với lái xe mô tô. Tài xế này đã bị phạt 7 triệu đồng và tạm giữ phương tiện. Tiếp đó, tại chốt số 2, trên tuyến quốc lộ 39, khu vực xã Dân Tiến, huyện Quai Châu, tổ công tác phát hiện một tài xế điều khiển xe ô tô trong hơi thở có nồng độ cồn là 0,676mg trên 1 lít khí thở, vượt mức cao nhất là 0,4mg trên 1 lít khí thở. Tổ tuần tra đã lập biên bản xử phạt kịch khung 35 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe trong vòng 23 tháng. Theo kế hoạch, những ngày tới, các tổ chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát, lập chốt để xử lý các trường hợp cố tình tham gia giao thông khi đã uống rượu bia. Tinh thần xử lý là không có ngoại lệ, không có vùng cấm, nhất là đối với các cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên.